Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong chẩn đoán và điều trị bệnh viêm dạ dày. Theo y học hiện đại, viêm dạ dày là một tình trạng bệnh tổn thương của niêm mạc dạ dày do phá hủy lớp nhầy ở niêm mạc. Loét dạ dày là tình trạng viêm niêm mạc tổn thương vượt quá cái lớp cơ do cái tác động của dịch vị lên dạ dày. Nguyên nhân gây viêm dạ dày là do vi khuẩn HP là nguyên nhân chủ yếu gây loét dạ dày, tá tràng, viêm dạ dày cấp và mạn, ung thư dạ dày. Do dùng các thuốc kháng viêm giảm đau và aspirin corticoid, bệnh nhân sử dụng các thuốc này có thể bị ổ loét cấp tính và thường gây ra nhiều ổ. Do stress thường gặp ở các bệnh nhân nằm cấp cứu như là thở máy, bị bỏng, rồi chấn thương sọ não, rồi tai biến mảng mô não, nhiễm trùng huyết, viêm tụy, rồi viêm gan, suy thận. Nguyên tắc điều trị thì đối với viêm dạ dày thì các bác sĩ loại trừ các nguyên nhân gây bệnh, sau đó điều trị triệu chứng sẽ phải tiêu diệt vi khuẩn HP. Đối với loét dạ dày chủ yếu là giảm đau và điều trị liền với ổ loét, ngăn ngừa các cái biến chứng do loét. Điều trị nội khoa là chủ yếu, chỉ can thiệp vào nội khoa khi điều trị các cái bệnh ngoại khoa không hiệu quả và nghi ngờ ung thư. Theo đông y, viêm dạ dày tá tràng thì thuộc vào vi bệnh vi quản thống. Nguyên nhân là do cái tình trí bị kích thích dẫn đến can khí uất kết, mất cái khả năng sơ tiết, làm rối loạn khí cơ thăng thanh giám trọng của tỳ vị mà gây ra các cái triệu chứng đau vùng thượng vị, ở hơi, ở chua. Hoặc do ăn uống thất thường, ăn nhiều các cái chất cay chua làm tỳ vị bị tổn thương, mất khả năng kiện vận, do tiên thiên bất túc là thận khí hư, tỳ vị hư, về hàn tà nhân đó mà xâm nhập vào gây khí trệ, huyết ứ mà sinh ra các cái cơn đau. Tại phòng khám Phú Thơ Đường có bài thuốc gia truyền điều trị bệnh viêm dạ dày vô cùng hiệu quả và đã được trao truyền qua nhiều đời, trải qua nhiều trăm năm. Bài thuốc đã được các bậc tiền nhân trong gia tộc là những lương y, danh y bốc thuốc cứu người có nhiều công hiến quan trọng trong xã hội bảo tồn và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Bài thuốc có công dụng ôn trung tán hàn, hành khí chỉ thống, bổ huyết, hành huyết, tiêu viêm, hành khí giải uất, sơ gan hòa vị. Các thành phần của bài thuốc đều là những dược liệu quý được phối hợp chặt chẽ với nhau theo quy tắc quân, thần, tá và sứ. Trong đó, quân dược là vị lá khôi, là một vị thuốc chữa chứng viêm loét dạ dày, tá tràng, ợ chua, chữa dị ứng, nổi mề đay, mẩn ngứa và làm giảm các cái chứng ghẹn đỏ ở ngoài da. Về thần dược thì có lá lam khổ sâm. Cổ sâm được dùng để trị đau bụng, khó tiêu đi ngoài, kết lị, viêm loét dạ dày, tá tràng và viêm đại tràng. Tá dược có vị thảo quả, có tác dụng táo thấp, khứ hàn, trừ đàm, thượng vị đau chướng, tức bí tiêu thực, hôi mồm, nôn mửa do hàn thấp, kiện tỳ và giải độc. Vị hoài sơn có công dụng chỉ khát, bổ thận, sinh tân, ích phế, dưỡng vị và bổ tỳ. Chủ trị bồi bổ sức khỏe, viêm ruột mãn tính, ăn uống kém, hen do phế hư, tiêu chảy lâu ngày, bạch đới, di tinh, di niệu và tiểu đường. Vị bồ công anh có tác dụng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ tiêu hóa, ăn tốt, lợi tiểu, có hiệu quả giúp điều trị các cái bệnh về da, rồi hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, phòng ngừa bệnh ung thư, cải thiện chức năng gan, điều trị tỳ vị có hỏa uất, trị bệnh đau dạ dày, ăn uống kém, khó tiêu. Về sứ dược thì có vị cam thảo chữa viêm loét dạ dày, chữa đau bụng, rồi tiêu chảy, tác dụng long lòng, giảm ho, rồi chữa sốt, bồi bổ tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch, rồi thanh nhiệt làm mát cơ thể, giảm mỡ máu, giải độc, tăng cường sức khỏe, bảo vệ gan, điều hòa các cái vị thuốc trong bài thuốc. Và trong quá trình điều trị bằng y học cổ truyền thì các bạn nên lưu ý phải uống thuốc theo đúng liệu trình và hướng dẫn của thầy thuốc. Uống đủ thuốc và đúng liệu trình thì bệnh sẽ khỏi, khỏe mạnh và trường thọ. Bài thuốc gia truyền của phòng khám Phú Thơ Đường chuyên điều trị chứng viêm dạ dày đã được Trung tâm Nghiên cứu Thuốc Y học cổ truyền Dược phẩm PGA nghiên cứu và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GMP. Sau nhiều năm nghiên cứu đã được Bộ Y tế ghi nhận và cấp giấy phép sản xuất lưu hành trong toàn quốc. Ngay sau khi được Bộ Y tế cấp phép, Trung tâm Nghiên cứu Thuốc Y dược cổ truyền Dược phẩm PGA đã chuyển giao công nghệ cho công ty dược phẩm PGA
và sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ khi được lưu hành cho tới nay, sản phẩm PQA đã hỗ trợ điều trị cho rất nhiều bệnh nhân trong và ngoài nước bị viêm dạ dày. Và đó cũng chính là động lực để cho công ty dược phẩm PQA và phòng khám Vũ Gia Đường kiên cường bước tiếp trên con đường vương đạo, học tập và làm theo lời dạy của Đại Thanh Nhi Hải Thượng Lãn Ông, chữa bệnh, chữa vào gốc, chữa vào thủy hỏa tiên thiên, cân bằng thủy hỏa, cân bằng âm dương, bệnh sẽ khỏi, khỏe mạnh và trường thọ. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế về việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và hiện đại hóa y học cổ truyền, công ty dược phẩm PQA đã triển khai thực hiện việc kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị hiệu quả bệnh viêm dạ dày. Nếu bạn không may bị mắc bệnh viêm dạ dày, nên nội soi dạ dày tìm nguyên nhân và điều trị bằng Tây y theo đúng chỉ định của bác sĩ. Nếu bạn bị tái phát nhiều lần không khỏi hoặc viêm dạ dày vi khuẩn HP âm tính thì bạn nên điều trị bằng y học cổ truyền. Các bạn nên đến với phòng khám Vũ Gia Đường tại địa chỉ đường 10, cầu vượt Lộc An, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tại đây, bệnh nhân sẽ được các chuyên gia giàu kinh nghiệm có nhiều công hiến cho nền y học cổ truyền nước nhà khám bệnh theo phương pháp y học cổ truyền. Đồng thời, các bệnh nhân sẽ được chỉ định thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán bằng các thiết bị máy móc hiện đại ngay tại phòng khám. Sau khi tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, hội đồng y khoa sẽ hội chẩn và đưa ra y lệnh là phác đồ điều trị vào gốc của bệnh, uống thuốc theo đúng phác đồ điều trị, bệnh nhân sẽ khỏi bệnh, khỏe mạnh và trường thọ. Sản phẩm PQA An dạ dày được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP, được Bộ Y tế cấp phép và lưu hành trên toàn quốc, được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký FDA Hoa Kỳ. Sản phẩm là dược phẩm siro thảo dược dùng cho người bị